Yêu này là gái từ bé, nó có một điều ước, vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với anh là bát phở nhiều nước. Rap cơm chỉ là món ăn tinh thần, mà anh có thể ăn được cả đời tay cơm. Ngoại tình với rap mà là để vợ phát hiện, nó chỉ là nút tắt giúp cứng cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký để ghim giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kể vai sắt cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải còn là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh đích xe áo mà ú đi, hãy để anh được rap để nóc anh tăng diện tích và chu vi. Nghĩ đến bạc cả đầu mà từ điển của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm, đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, để chê anh bỏ ngoài tai, lên nhà anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khắc xin bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay để nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khắc xin bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Bảo nghề này khó, cực nhăn nhó, sao không bỏ? Điểm thức nhiều mặt tay xanh, ngày ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nó anh không bỏ được, thì tụi bé gấp vòng cái ngày chạm vào tim người khác. Thay vì chắp tay vào mây trầm tâm, dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền. Mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ bằng tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, còn toàn chơi với dân đàng hoàng. Sáng tạo những trang toàn vần, còn tối lại mơ dưới chân toàn vàng. Anh bỏ rap là nhìn ngưỡng mơ mà bỏ cái hồn. Anh bỏ rap đi chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bỏ anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ thấy anh như vinh khuất canh cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh give it up, anh lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến màu. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại. Vì sao anh bỏ con quay lại với tự cầm đồ để mà chỉ ở trên lại con bi. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng pháo làm mấy con hi. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sân lucky chúng nó nghĩ anh là một con đĩa. Anh bỏ cơm bữa và còn hơn nữa để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để nhớ ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa. Nên là bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu, đâu, đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, lại chê anh bỏ người ta, lại nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khác xin bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay để nhọc cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khác xin bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay để Tết ơi, ơi, cuối cùng là như nào? Sao anh nhìn nó hôm nay rồi bỏ nhỉ? Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm! Lại là DJ ha. Mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Phải xóa nước mắt chỉ ngập vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Và có lẽ sẽ hơi khó để không còn nhớ. Không còn nhớ. Oh baby girl, let me know. Đêm nay đông đô nói chẳng biết giờ em nơi đâu. Chỉ mong những đông hồ
nơi ta sống dân cư không đông, quý trọng nhau tấm lòng. Ở nơi ta sống theo cái công bằng lao động, chứ không phải là đơn giản để chấm công. Thì sáng trời sớm gán cày guốc để bà con chiếc cơm ăn vào ấm lòng, và họ coi nhà là tổ ấm, chứ không phải là nhà giam để cấm công. Thì dân cư đông quốc mẹ chân công, mà ngoài đông cho bàn tay của ai nhầm. Gió ngã chiều ta tiếc qua ngoài xa bài ca, năm ấy con nhớ. Nên ta sống mong chặt ta chạy à, tổ công cấp không gầy dẫn bao nhiêu xương máu, chứ công thầm nặng để cất chỗ hôm nay người đứng. Nên biết ơn chứ không nguy bưng, đó là công biết bao người dẫn. Vì người ta đã bất công, chứ khi đang bất động, cuộc sống cứ bất kể, cứ nhìn đây là thức phải, đây là khu ta sống ra. Thì cứ chưa có nhưng tâm ta sáng, đây là khu ta sống nè. Không có con đường để đi lên đi xuống, nhưng mà nơi ta sống không may tan vang ho bất nghiêng ngay trên cánh đồng. Điều mà hèn nhát trong chắc hai vai không ai gánh gồng. Tìm vùng đất lành cho những kẻ còn tha hương thì cuộc sống màu hương, cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi, cho những điều màu đen tối diễn ra trên đời. Nơi ta sống họ coi tiền là giấc mơ, xe nhà cửa là danh vọng. Nơi ta sống đua nhau học với cách chơi, con số to được coi trọng. Nơi ta sống họ phải sinh tồn trên internet, tuổi 30 kiếm cô vợ đẹp, ra ngoài nếm hoa quả sực sỡ, về nhà bốn bức tường chặt thẹp. Nơi ta sống không cần nghe chim hót, chỉ nghe miệng đời vì vong. Mất bao lâu để họ tỉnh ngộ ra, sao loài người tì hon. Mà nếu có lòng tham đừng đòi công bằng, ở đây họ sinh ngôn ngữ kiếp lời, sinh ra thằng con không nói không rằng. Đắm chìm vào tệ nạn, họ săn lùng cảm xúc thăng hoa. Cuộc chơi không hồi kết, đi tăng được tăng ai tăng quá. Mãi là một cô gái đẹp nhưng thiết tượng tình.
hình anh lái không chắc. Nên đối với những gã theo đuổi em, anh luôn là một cái gai trong mắt họ. Lớn thức thu cầm cầu, muốn đi ra toàn cầu. Thằng đàn ông anh nuôi chí lớn, ta ghét tình yêu và đi làm sâu. Sau này còn lo cho ba má, tương lai của em nhỏ. Mua một thỏi son để anh tô lên môi, và chẳng ai cho em chút vị ngọt hay sao. Bờ môi em khô ren, sống ở đất Sài Gòn nên ta thường hay phải lo toan. Em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, tới khi màu nghe tưởng chừng mùa xuân. Còn anh cho em căn nhà vững chắc, nhưng em nghĩ đó là chạm dừng chân. Thời gian có thể chữa làm vết thương như em từng nói, nhưng để lại sâu trong tim anh vết sẹo lòi. Anh chúc em hạnh phúc, nhưng hai ngày sau em hạnh phúc thật rồi. Cái kết này thật tồi, người ta vừa quăng cần câu mà em đã đớp được mồi. Vậy thì giờ này đã có dòng lại kia vắng lại khi em đánh người mới. Em có cô điều gì khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà đêm xuống? Thân em là ai? Một lần thật lòng xem mình đang muốn gì. Không anh là ai, ai, ai. Những giọng nói trong đầu anh nổi, xin hãy buông tha cho cuộc tình này đã qua chơi để nói lời xin lỗi. Hãy giữ lại hết cho một mình may. Qua tình yêu là bức tranh mà anh làm người đã vẽ từng khung sau tấm gương này. Từng là người bạn trước khi ta có cùng một kẻ thù chung. Vậy với mày cô ấy là kẻ thù. Không phải. Với mày cô ấy là nỗi đau. Không vì mày cô ấy là tất cả những cách mày đáp trả là hơn của mọi câu. Dẹp dẹp thứ không phải thuộc về mình, nó chỉ khiến cho ta trở thành một kẻ tầm thường. Và cái giá đã đổi, ta phải trả không phải là tiền mà là một tuổi trẻ làm đương. Đồng hồ như tăng nghẽn không gian như bị ngưng lại.
bạn bè em chậm im, và giờ anh lặng im. Tại sao anh vẫn tin dù đến những ngày sẽ đến? Bao nhiêu ice cream chuyện mình như là phim, và chắc chắn anh không muốn chuyện tình này phải kết thúc. Đôi mắt sẽ tình vào rồi bỏ lỡ đi, cho đi trong mắt không thể bỏ lỡ. Em tỏa sáng hết nơi đây, không cần phải 24k, yeah yeah, alright. Baby chuẩn bị gì vào tối nay? Đúng rồi anh ơi, wow. Làm tí Innova đi anh ơi. Anh chơi rap, còn em là diva. Anh muốn nghe em hát, còn anh kể guitar. Đây là Picasso, em Mona Lisa. Hay là trap thì thoại cabina. Chỉ cần tay mình nằm cho biến thêm tìm mana. Lên phố mua cho em cái Daisy Aga. Như thầy anh không thích có tích và drama. Anh chỉ có một hoa là em ai đó đi ba hoa. Còn ông xua chết ra trên đường Sarah. You lost and found me, baby. Lời cần sớm lòng anh không biết. Yeah, yeah, yeah. Hay gió rêu chim hót, làng vũ đại này đúng là thiên đường cho bá Kiến tôi nha. Ôi giời ơi bá Kiến ơi, dạo này tôi lại muốn làm người lương thiện rồi bá Kiến ạ. Tôi cũng chỉ mong anh Chí đây lương thiện tí xíu cho thiên hạ người ta nhờ. Nhưng mà tại sao? Tại sao á? Tại vì tôi biết yêu rồi bá ơi. Nào 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 cả làng, cái cỡ anh Chí như vậy mà yêu được ai? Ủa thiệt hả mọi người? Ơ kìa, sao bà cứ khinh tôi đấy? Bà mà biết tôi yêu ai đúng không? Thế thì bà nghe đây này. Trời cho duyên nó đến, anh cũng thích em vì có hình của em, vì nhà anh hồng bóng đèn. Mưa lớp bớp rơi rơi ở hai vai, mặc áo màu tốt nốt, nhậu say rồi lai dai. Rượu vào anh scoot scoot, lên mây sau một hai chai. Thằng nào tặng em lúc này là thôi xong rồi bye bye. Thì ơi hãy về nhà phèo, anh muốn cùng em là người chung trăng. Dù chỉ là dân nhà nghèo nhưng có thể vì em hay cả cung trăng. Anh rủ thêm cả chị Hằng, cái mây đón em bay lượn tung tăng. Nên là thì ơi hãy về nhà phèo, thế chị người chứ phèo. Yêu anh đi, yêu anh đi, yêu anh đi. Chỉ đeo trở về sau vài năm để nghe nhạc hét chi chi cái chàng chàng. Thì là sao? Có thể hai đứa ở ngoài sống trong phép thường. Đôi mắt của kẻ không được tán thưởng. Hẳn tới để rồi thứ lương thiện chính ta cũng không đáng hưởng. Nếp trên trang thì như đáng thì cho án nệm. Nếm chạy tình yêu, chỉ biết mình không say rượu miền yêu. Tại sao cái người khốn cùng liều tâm lại có được thứ mà phải khiến ta từng nghi vấn hoang được. Sao hắn không cơ thủ phận anh thường. Hắn là một bác cháu sao bị quát tháo mà cứ quát áo. Ta hắn khác nhau, hắn tình yêu tới chọc tức không thấy mình đáng sao. Có lẽ ta chưa một lần đưa cái gì
không bằng em bơ được chàng rap bơ. Chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cá. Muốn nói tâm với em là ai nó tan, do em đang show ra qua từng mây mát. Anh chẳng cố ý đâu, đi 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 đâu, baby anh chẳng cố ý đâu, đi 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 đâu. Đừng mong chắc là đã sớm rồi, sớm 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 rồi. Đừng buông cái lời ông cấm rồi, cấm 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 rồi. Là người đàn ông nói không với tính fake, kiệm lời ga lăng đã ăn vào tính cách. Tìm ngồi nghe mấy em này feedback. Anh ấy trông thật phong cách, quần tây áo sơ mi phanh cúc. Đi cùng cả Limitless là anh chàng thuộc hàng Limitless. Thập u nàng làm em tích cực người trơn mịn thay vì chi chết mực. Là con nhà lính mà tính bằng đô vì ba mẹ nuôi khá nhiều. Mà tiếng là kêu mà với người yêu thì được gai là anh khá chiều. Biết là anh còn coi mấy em lại quay và quay vào. Friend của em nói trông anh bét đừng dây và dây vào. Song hành với big team để đôi rap name bọn anh cùng vang lừng. Anh tạo sẵn nó sai làm cho đám nay phải băng rừng săn lùng. Chẳng phải khoe nhưng anh có tí năng khiếu với thơ ca. Đừng thắc mắc việc trong stu sao mặt anh cứ đơ ra. Dù là anh muốn tập trung theo đuổi những ước mơ xa, nhưng cứ để lại profile đi để anh cháy sợ ta. Anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that. Do em đang show ra qua từng ngày mai. Anh chẳng cố ý đâu, đi 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 đâu, baby anh chẳng cố ý đâu, đi 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 đâu. Điều là mong chắc là đến sớm rồi, sớm 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 rồi. Cơm bao đời ông cơm rồi, cơm 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 rồi. Baby em sinh vào trong một thân thà, mi công bồ câu vì em là châu Á. Em thích vờn anh bằng mấy lời thân đà, và nếu giờ đẹp trai thì anh không cố ý đâu mà. Họ nghĩ em là Brandy Fett nhưng anh biết rõ là em kêu. Gọi em là Mary Jane vì em còn hút và em chiêu. Có tám tờ ăn ở trên truyền hình nhắm vào bàn trai ngồi xem view. Và chắc chắn anh về tim anh bích vì anh là người mà em yêu. Đẹp trai chỉ lớn anh luôn làm thêm tăng ca. Không quên nói yêu em trong bài nhạc để một ca từ thêm trăng hoa. Và Chanel là mùi hương lạ khi mà em băng qua. Nhớ phải chuẩn bị thêm chăn ga, order một đêm tăng hoa. Cảm thấy như là B-Ray vì họ biết anh ở trong thành phố. Nếu họ sẽ vàng yêu em thì anh xin phép anh đầu hàng. Yeah, anh là mẫu bạn trai mà thích biến tất cả không thành cớ. Không bao giờ bằng béo vì trên cổ anh luôn luôn là phê. Lỡ kết anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cá. Muốn nói thầm với em là I know that. Do em đang show ra qua từ ngày mai. Anh chẳng cố ý đâu, đi 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 đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu, đi 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 đâu. Người đã mong chắc là đã sớm rồi, sớm 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 rồi. Treo máu cho tiếp gặp chàng, hai ta hợp lại có khi lại thành một đôi. Nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa mà như ngồi nhớ anh. Hôm qua rap chiếc truyền hình, một quên chiếc thính ở trong lòng ba em. Nếu được thì cho anh xin, hay là em phải để làm đi ở trong nhà. Có kẻ anh xem như chẳng còn lối thoát, bao câu tim si mê như bị đánh cá. You know vẫn on stage. Anh những cú tap vẫn yêu rap trong cơn say. Sao đâu man, anh em mình rap chứ đâu còn trình bày. Biến tất cả bọn họ trở thành khán giả trên hành trình này. Anh em mà cuộc sống tốt hơn họ bảo mình sống khác. Không có ai tắm hai lần trên dòng sông hết mấy thằng nhóc em. Anh em mà ai cũng đến bên đều cảm thấy được lợi. May là chúng ta vượt trội. Yo bro, anh em làm được rồi. Anh em tôi đâu hết rồi Hà Nội ơi. Anh em tôi đâu hết rồi Sài Gòn ơi. Cuộc sống của bạn này anh như good, homie. Yeah, yeah you know.
tôi sợ bạn trói cái mắt. Anh em như bạn gái, dạo này cứ nhắn tin tôi thời tắt. Ngày mà tôi còn nghèo, anh em bảo nghèo thì rap nó mới chắc. Giờ anh em vay tiền tôi mà nói không có sẽ làm nói dối mất. Từ bottom leo thẳng lên trên top như ngày xưa bạn thăng hình hay là đồng tiền này làm tôi bị mất trí. Bây giờ tôi ổn rồi, bạn có ổn không bro? What you want from me? Bạn nói xin đi, tôi cho bạn tất cả. Ai chỉ biết tìm vì anh cứ thấm mê. Sau bao năm nay anh cứ thấm mê. Cuộc sống qua ba nay anh cứ thấm mê. Yeah, yeah you know right, baby yeah you know right. Get hàng ngày vẫn đấu tranh với những nỗi lo, xếp những khó khăn cất vào cõi kho. Dần dần hình thành những câu hỏi to. Nhưng vậy vẫn đâu vì my fam, vẫn phải vẫn đâu vì bụng nam. Từ Sài Gòn ra tới Long Biên, nghe điều hò điều lý giao miên. Từng vì tiền để sướng như tiên, cái mà có tiền là sướng hơn tiền. Họ ơi, họ cho hết một phiên của đời ta. Họ ơi, các con tôi thấy này. Có lúc sóng gió, lúc câu có, lúc nhăn nhó, lúc trong khó khăn vẫn không lo lắng. Luôn tươi tắn ăn trái đắng, nhưng vẫn sống hành sống hành. Lúc sống đổi mới thì chơi với nhưng chơi tới không ai đâu bắt đâu bằng. Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Nói cảm giác là vẫn cứ ấm mặt đó. Khi thế giới khoét lách ta vẫn không khác là vẫn cứ ấm mặt đó. Đang chìm trong khai lạc tim đến âm nhạc là vẫn cứ ấm mặt đó. I'm freaking know it's hard to show, just let it go. Tell me how you cứ thấm mê. Sau bao năm nay how you cứ thấm mê. Cuộc sống của ta này how you cứ thấm mê. Yeah, yeah you know right.
nay hơi cái nóng ở Bình Thạnh, ngày mai mua cái lạnh ở Sapa, hôm nay tập chim ở quận 8, ngày mai bánh của ở Sala, hôm nay uống cà phê sữa đá, ngày mai nghe nhạc cho bài ca. Tất cả điều đó đều có thể xem ra nếu cho anh tập cho một cơ thể nên vàng. All of my homies are running and running, we rapping and spinning the block when the clock is about to get funny. It's time to get some money. Anh muốn tốt hơn cho anh chị em anh, anh muốn đủ bàn trái cây kèm chim anh, anh muốn bố mẹ không còn thức sớm chạy xe quá tốc độ men bạn ở trong xóm anh. Anh muốn di chuyển nêu nặng và sáng, nhìn anh ấy nghèo nhiều khi chiều mới sáng. Nếu không muốn phải lại cần buồn khói, nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ bán xe. Có thể còn đông mọi khi buồn đói, cứ sẵn vậy để không để thời gian trôi qua. Anh đang ngồi sau chiêu xe và nhận lỗi, nhưng sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm qua. Đang đâu quay tiền to ở trong cơm, mong sẽ ngân người cùng mình. Anh nói chuyện hip hop được chiếu trên TV, muốn được phải đẹp tốt vinh. Là thế hệ tiếp cô, anh không làm cho sang, anh làm vì routine. Anh mong ngày mai tươi sáng, không còn nhà lính, không tính nhà quan. Anh mong ngày mai ấm áp, vạn sự như ý, phúc lộc trời ban, chói sáng. Kiều sa, ngọc ngà, thiều hoa, sương gió, phong ba, say đắm lòng ta. Khi mà nắng về, tỏ tê tỏ tí tê, mày yêu cầm cái que. Nhớ ngày còn non người khóc nhẹ, mà mua sao cái xe, nó thì sắc nghe. Đạp sao đồ ngon làm tốt xe. Sáng lại có mấy thằng cu, tê sò với mấy đồng xu, có thằng nó lớn nghịch cu. Đánh căng bay vào đầu bạn, đam mê từ nhỏ là cầm súng. Súng ở đây là súng pháp, tuổi thơ của anh gắn liền với đồng lúa xanh tươi. 12 giờ trưa đi gạo khóc, bà sẽ tổ ong đi mua kem ăn. Nghe kèm cao su bóng thăm trúng tưởng, lớp 7 đã là dân chơi sung sướng vì có
là ta cần gì. Vẫn luôn có gia đình anh em hậu phương, ai cũng có trong mình hai từ quên. Cho con được nghe lại tiếng gió rìa, cho con nhớ lại giấc mộng giữa trưa, cùng anh em con tha hồ tắm mưa. Anh đưa em về quê đưa em ra đồng.